Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. A couple get married in Colorado. It's one of his spiritual son and daughter. They have benefited so much from his ministry. They are the church and the group that have invited him the first trip in his ministry. To be there to share the world with them. And now that they get married and they want him to officiate their wedding, so that's the reason why he's not here with us. Anh chị em có thể thắc mắc, bạn biết mục sư Sam ở đâu trong buổi tối hôm nay? Thì mục sư Sam đang ở tại Colorado để chuẩn bị làm lễ cưới cho một cặp đôi đã từng kinh nghiệm phước hạnh qua chức vụ của mục sư Sam, và cũng là nhóm đã mời mục sư Sam trong chuyến đi đầu tiên đi ra khỏi thành phố để hầu việc Chúa. Bây giờ họ lập gia đình, thì mục sư Sam đã hướng dẫn trong những ngày qua trong việc lớp chuẩn bị hôn nhân, và cuối tuần này thì làm lễ cưới cho, ngày mai là lễ cưới của họ. Nên chúng tôi kêu gọi anh chị em chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho để mục sư Sam được ơn của Chúa, và cặp vợ chồng mới này họ cũng sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một cái bài học mà tôi tin rằng rất là cần thiết. Tonight we'll learn a lesson I believe that's very needed. Tuần rồi, lần trước khi tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta đã có một sự nhận biết và chúng ta đã đáp ứng lại. Đó là người của Đức Chúa Trời chính là kế hoạch của Ngài. And so the previous message I shared with and everybody acknowledged that the people of God, that is the plan of God. Bởi vì Chúa ngài dựng nên loài người chúng ta để chúng ta cai quản qua địa cầu này. Because God created us so that we would subdue this earth. Và khi nào có những cái việc nó không xảy ra đúng theo ý của Chúa, mà Đức Chúa Trời ngài muốn can thiệp vào, thì ngài phải tìm một con người để ngài có thể làm việc xuyên qua cuộc đời đó. And so when things doesn't go according to God's plan, God will use a person to handle that situation. Khi tội lỗi của một đất nước lên cao đến độ Chúa ngài phải sửa phạt cho đất nước đó. So when sin reached to the point where God has to bring judgment upon that nation. Thì Chúa ngài đi tìm một người đứng vào chỗ sức mẹ để cầu thai cho đất nước đó. So God would bring up a person to pray for that nation. Và lần trước chúng ta đã học đó là vì Chúa ngài nhìn xuống ngài tìm một người đứng vào chỗ sức mẹ để cầu nguyện, nhưng ngài không tìm được một người nào. Nên cuối cùng thì cái sự sửa phạt của Chúa phải đổ xuống trên đất nước của người Israel. And so God is looking for somebody to stand in the midst to pray, but we couldn't find anyone, so his judgment had to come upon the nation of Israel. Và cả một cái đất nước, nhưng mà Chúa ngài tìm một người để can thiệp vào, thì chúng ta thấy ở đây một người có giá trị ở trước mặt Chúa như là một đất nước. And then, so when God is able to find someone and that one person has the same value as that whole nation, thì Chúa ngài muốn bày tỏ quyền năng của ngài cũng như là sự tể trị của ngài trên các đế quốc Babylon 34, thì Chúa ngài tìm một con người, và ngài đã tìm thấy Daniel và các bạn của ông để Chúa có thể làm việc qua đời sống của ông. So when God wants to bring judgment upon a nation, much like Babylon, and so he found Daniel to use him. Và chúng ta thấy khi Chúa ngài muốn tìm một người để giải cứu một vùng của thế giới khỏi việc mất mạng vì cơn hạn hán và đói kém, thì Chúa ngài đã tìm gặp Joseph để thực hiện công việc của ngài. And so when God trying to find a person to handle the situation of a famine on the nation, God chose Joseph. Và chúng ta thấy khi dân Midian đã chiếm đóng cũng như cai trị trên dân sự của Chúa, và ngài muốn giải cứu họ, so thì ngài đã tìm gặp Gideon. So when the Midian surrounded Jerusalem, the Jewish people, and God wanted to rescue them, God rose up Gideon. Chúng ta thấy ở trong lịch sử, luôn cả tràn vào trong Tân Ước cũng như lịch sử cận đại của chúng ta, khi nào Đức Chúa Trời ngài muốn can thiệp vào trong thế giới này, ngài luôn đi tìm một con người sẵn sàng để Chúa làm việc xuyên qua đời sống của người đó, để Chúa có thể đem sự giải cứu, đem sự phước hạnh của Chúa đến.
And so when we see in history throughout the Old Testament, when God wants to bring about blessing and deliverance, he always rises up, he brings up a person. Cái tiếng kêu của dân sự của Chúa lên thấu đến Ngài, thì Chúa Ngài đã ngự xuống và Ngài tìm gặp và gọi Môi-se để ông có thể làm người giải cứu dân sự của Chúa. So when the cry of his God's people reached God, he chose Moses to bring them to deliverance. Và chúng ta đem vào trong khung cảnh của chúng ta, đó là khi Chúa nghe tiếng tội ác của thành phố này thấu đến Ngài, thì Ngài đi tìm những con người để Chúa có thể làm việc xuyên qua đời sống của họ. And then so in our city, when God sees sins and God sees the cry, the heart, God is searching for someone so that he would use that person. Và Ngài đã bày tỏ ý định của Ngài là Ngài tìm một nhóm người, những người Việt Nam để Ngài làm việc xuyên qua đời sống của họ. And he had revealed his will that he is searching the Vietnamese people so that he would use us. Cho nên chúng ta kể đó là một đặc ân cho chúng ta, để chúng ta nhóm lại trong 7 tháng qua, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta đáp lại với sự kêu gọi của Chúa. So we can consider that as a privilege and a blessing that in the past 7 months that we've gathered together to cry, to pray and to seek him. Nhất là chúng ta đáp ứng lại với Chúa, chúng ta nhận biết được rằng Chúa Ngài cần những con người đứng ở trên đất này, những con người sống ở trên thành phố Houston này để kêu cầu và trao quyền pháp lý cho Chúa để Chúa có thể can thiệp vào thành phố này. And so God is looking for people so that we would cry out, so that God would give the revelation, so that he would bring revival and bring deliverance to the city. Cái nguyên tắc chúng ta là những người đứng trên đất này giao quyền pháp lý cho Chúa là một nguyên tắc rất là quan trọng. And then, so the principle that God, that we, as we stand on this earth, God gives us the we give God the legal right. We give God the legal right to use us. Năm 1987 tôi đã kinh nghiệm điều này. And in the 1987 I experienced this. Khi tôi đến một cái giây phút ở trong cái sinh hoạt của tôi, đó là Hội Thánh của Chúa chúng ta có một chương trình truyền hình. And it came to a point where in a ministry the church had a radio television. Television ministry. Đó là Hội Thánh Việt Nam đầu tiên ở trên nước Mỹ này. Chúng ta giảng tin lành của Chúa trên làn sóng truyền hình của nước Mỹ này. And that was the first time a Vietnamese church had broadcast on the television. Nhưng mà rồi có một cái sự ganh tị của một chức vụ khác ở trên thành phố này. But there was some jealousy on the ministry of this church. Thì on the city. Họ đến, họ nói ra nói vào với đài truyền hình và cuối cùng họ đã hủy cái chương trình của chúng ta để đưa cái người mục sư đó vào để thay thế chỗ của chúng ta. And then, so they grumble and so they talk to the broadcaster and station and they replace the pastor that they took a pastor and replaced our position. Yeah, tôi rất là đau khổ ở trong tâm lòng và tôi nói với Chúa rằng con không muốn ở tại thành phố này nữa. And my heart was broke and I said, God, I don't want to be in this city anymore. Rằng nếu có thể được, con xin Chúa Ngài hướng dẫn có ba chỗ mà con đang được người ta mời để đi thăm, để có thể di chuyển đến đó để hầu việc Chúa. And God, if you're willing, there's actually three places that has invited me and I want to go there. Một là thành phố Seattle của Washington State. One was Seattle, Washington State. Và thứ hai là thành phố Oklahoma City. Two was Oklahoma City. Và thứ ba là thành phố New Orleans. Three was New Orleans. Vậy thôi cầu nguyện thì Chúa nói rằng không, con không đi đâu, con phải ở Houston. After prayer, God says, no, you're not going anywhere. You're staying in Houston. Điều mà con cần làm là đi mua một căn nhà. The thing you need to do now is go buy a house. Bởi vì con cần phải có quyền pháp lý để con có thể nhận được sự mặc khải của ta cho thành phố này. Because you need pháp lý. Legal right. The legal right so that you can receive my revelation. Bởi vì Chúa Ngài tôn trọng cái quy luật mà Chúa Ngài đã định, Ngài để chúng ta là loài người để cai trị quả đất này. Because God honors our legal right to subdue this earth. Và khi chúng tôi mua căn nhà, trong cái phép lạ của Chúa đi mua nhà mà chỉ có đủ tiền để mua bảo hiểm cho cái năm đó mà thôi. And when we go buy a house, in miracle of God, we only had enough money to just pay for the insurance for that year. Chúa cho chúng tôi dọn vào trong căn nhà. And God allowed us to move into the house. Và khi tôi đổi địa chỉ và có cái tên của mình trên cái bằng lái của địa chỉ của nhà và tên của tôi ở tại đó, thì Chúa rằng bây giờ
con chuẩn bị để đón nhận những gì ta muốn thực hiện qua đời sống của con cho thành phố Houston này. And so when I transferred the house and my name and the address on the driver's license was imprinted, and God says, now I can transfer all the legal rights that you would do in this city. Chúa đầu dạy tôi về những cái nguyên tắc mà Chúa nhà đã định trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. And so God teach me all the principle in Genesis 1:26. Đó là khi Ngài muốn hành động ở trên một thành phố thì Ngài cần dân của thành phố đó lên tiếng cầu nguyện để Chúa Ngài có thể can thiệp vào. And so when, before God moves, he need a resident of that city to cry out before he would take intervention. Thì Chúa Ngài cần quyền pháp lý để can thiệp vào một gia đình. Chúa cần một người trong gia đình, trong dòng họ đó lên tiếng để cầu xin Chúa để Chúa có thể can thiệp vào. And so for God to move upon that city, God needs one person in that family to cry out to him. Khi Chúa Ngài muốn hành động ở trên một đất nước, Ngài tìm một con dân ở trong đất nước đó cầu nguyện, dâng quyền pháp lý cho Chúa để Chúa có thể can thiệp vào. And so if God wants to move upon a nation, God needs one member of that nation to cry out to God to give God the legal right to move forward. Chúng ta biết rằng ở tại tòa án của thiên đàng thì có kẻ kiện cáo chúng ta là ma quỷ đứng ở trước mặt Chúa để kiện cáo và ngăn cản Chúa trong những việc Chúa Ngài muốn thực hiện. And so if we know, if we look at the court of law in the spiritual realm, Satan is there arguing, persecuting, and stopping what God wants to do for us people. The court of heaven. According to heaven, the court of heaven. Và chúng ta thấy, thí dụ Chúa Ngài muốn ban phước và cứu một người hầu huynh, và Chúa Ngài muốn hành động thì Satan sẽ lên tiếng chống đối rằng Chúa ơi, nó đâu có cầu xin Chúa để Chúa can thiệp vào đời sống của nó. Tại sao Chúa ban phước và Chúa Ngài cứu con người này? And so for example, let's say God wants to save a Huynh family, right? And Satan would say, hey, that guy does, or that family does not pray to you, why would you bless him? Nhưng mà Chúa khi có một người trong dòng họ Huynh đó cầu nguyện với Ngài thì Ngài nói rằng có một người mang cái dòng họ đó để xin ta can thiệp vào để cứu cái dòng họ này, cho nên ta nhúng tay vào, can thiệp vào để cứu cái dòng họ này. And then, so God would reply, there is one person in the Huynh family name that is praying for them, so I will intervene and rescue the family. Và đó là lý do mà kể từ đó năm 1987 tôi luôn cầu nguyện cho những người trong dòng họ của tôi để nhiều người sẽ được cứu. And so that's the reason why in 1978 I always pray for my family line so that many people would be saved. Và tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên thành phố của chúng ta, đất nước quê hương xứ sở của chúng ta, vì tôi biết vị trí của mình mà Chúa Ngài đã đặt để. And so I pray, God, would you bless this city? Would you bless our nation? Would you bless our family in this city? Cho nên anh chị em dấu của tôi hãy biết vị trí của mình, người của Đức Chúa Trời là kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đất này. So know your position. The people of God is the plan of God in this earth. Trong chúng ta, Chúa Ngài đã đặt để những gì cần thiết để có thể thay đổi một hoàn cảnh, để có thể can thiệp vào trong một hoàn cảnh. In us, God has allowed us to change a circumstance, change a situation. Và điều thứ hai mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ buổi tối hôm nay đó là sau khi chúng ta nhận biết, thì chúng ta cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch của Ngài, là Ngài sức giàu cho chúng ta, ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta thực hiện công việc đó. And then, so the second point that we need to understand is that after we receive this calling, we need to know that God also anoint us to do these things. Sự sức giàu là quyền năng của Chúa tuôn đổ vào trong cuộc đời của một người để làm việc xuyên qua cuộc đời đó. The anointing is the power that God pulls upon a person so that that person can do the things. Nó không phải là một cái cảm giác, nhưng mà nó là quyền năng của Đức Chúa Trời, nó là năng lực của Đức Chúa Trời để có thể thực hiện những công việc. It is not just a feeling, but it is actually the power of God to manifest something. Chúng ta không thể thực hiện bất cứ một điều gì nếu thiếu sự sức giàu của Chúa. We cannot do anything without the anointing of God. Sự sức giàu sẽ khiến cho một vụ của chúng ta được kết quả. The anointing of God leads us to be effective for his ministry. Công việc của một vụ không thể thực hiện được nếu thiếu sự sức giàu. A ministry cannot be fruitful without anointing. Không có một sự kêu gọi nào, không có một thánh chức nào có thể có kết quả và có thể thực hiện được khi thiếu sự sức giàu của Chúa. There is no calling, there is no ministry that can be fruitful without the anointing. Khi chúng ta làm công việc thuộc linh thì chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh để có thể thực hiện công việc. So when we do spiritual thing, we need the power.
power from the Holy Spirit so that we can bring forth fruit. Như chúng ta thấy, các sứ đồ không thể thi hành thánh vụ của họ cho đến khi họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao là như vậy. And so we can see the apostles, they couldn't do anything in their homeland until they received the anointing from high. Quyền năng cho chức vụ chưa có mặt thì chúng ta thấy rằng như là máy bay không có nhiên liệu để có thể cất cánh được. Before the anointing pour out, it's more like an airplane that doesn't have the wings to take off. Khi dân Juda từ phu tù trở về để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. So when the Jews they turned back from captivity to build the temple, trong lúc họ đang làm công việc thì gặp sự chống đối và họ đã ngưng công việc. And so when they were working to rebuild, they had persecution and obstacle. Nhưng mà khi Chúa ngài muốn công việc tiếp tục được hoàn thành thì Chúa ngài đã tìm một con người. And so when God wants the work to continue, he found a person. Và ngài đã tìm được Zerubbabel và ngài sức dầu cho Zerubbabel, ngài ban quyền năng cho Zerubbabel để có thể xây dựng nhà của Chúa. So he found Zerubbabel and he anointed him so that he can continue the work of building the temple. Ở trong sách Zechariah chương 4 câu 6 cho đến câu số 7 ghi lại cho chúng ta. In Zechariah 4, 6 to 7, ngài đáp lại rằng đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Zerubbabel rằng: ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. So he said, he answered and said to him, me, it is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Câu số 7, hỏi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Zerubbabel, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Verse 7, who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you should become a plain, and he shall bring forth the capstone with the soul, the shout of grace, grace to it. Chúng ta thấy tại đây là không có một cái núi nào có thể đứng nổi trước Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong một con người. And so we see here that no mountain can stand before a person that is fully anointed. Năng đề trở nên phép lạ. Obstacle become miracle. Ngăn trở được bứt phá và được hành động bởi người được sự sức dầu của Chúa. Situation and obstacle are destroyed because of the anointing upon the person. Cho nên chức vụ của chúng ta không thể nào dựa trên sức người được mà phải do quyền năng của Đức Thánh Linh. So our ministry cannot rely upon the strength of man but upon the anointing of God. Chúng ta có thể đổ mồ hôi khó nhọc nhưng mà mồ hôi và sự khó nhọc không có nghĩa là chúng ta có thể để lại ảnh hưởng lớn ở trên thế gian này. We can work hard and sweat all we want, but all the sweat and working will become to nothing in this earth. Chúa ngài bày tỏ có một cái nhu cầu để cần được sự sức dầu của Chúa để thực hiện những mục vụ khác nhau. And God revealed this so that there is a need for us to be anointed for all ministry. Xin anh chị em mở với tôi trong sách tiên tri Esai chương 61 từ câu 1 cho đến câu số 4. Please turn to the Bible on Isaiah 61 verse 1 to 4. Ở đây những lời tiên tri này nói đến Đức Chúa Jesus Christ và cũng nói đến những con người mà tôi tin rằng trong đó là những con người đã và sẽ được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ. And so here the prophecy is speaking about Jesus himself, but it's also speaking about people that has been redeemed through Jesus. Hầu cho những người đã kinh nghiệm được sự sức dầu của Chúa tác động trên đời sống thì họ từ những chỗ đổ nát sẽ trỗi dậy trở nên những con người được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao. So that when people that are saved, they've come from brokenness to people that God is fully anointed and be able to use. Esai 61 câu 1 đến câu số 4. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta để đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Isaiah 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu Siôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
to counsel those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Họ sẽ xây lại các nơi quan vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. And they shall rebuild the old ruins, they shall rise up the former desolation, and they shall repair the ruined city and the desolation of many generations. Chúng ta thấy ở đây vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta. Rồi chúng ta thấy trong tiếng Việt của chúng ta là những chữ đặng và trong tiếng Anh là những chữ thu đó. Thì chúng ta thấy rằng sức dầu cho những mục đích này, cho những công tác này. And so we see here that the Spirit of the Lord anoints me, and the word here is to do something. Đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. To preach good tidings. Đặng rịch những kẻ vỡ lòng. To heal the brokenhearted. Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do. To proclaim liberty to the captive. Kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. So that the opening of prison to the unbound. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. To proclaim the acceptable year of the Lord. Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. To comfort all those who mourn. Đặng ban mở hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi. To counsel those in Mount Zion and give them beauty for ashes. Ban dầu vui mừng thay vì tang chế. The anointed oil versus mourning. Ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. The garment of praise versus heaviness. Anh chị em thấy khi sự sức dầu của Chúa đến thì có một cái mục đích, một cái rất là rõ ràng. So brothers and sisters, we see that here when the anointing comes, there is a purpose, there is a clear purpose. Trong những ngày qua trong sự cầu nguyện phụ huynh của chúng ta, Chúa ngài cho chúng ta tiếp xúc với một bài hát mà nó đúng lên cái điều mà tôi tin rằng Chúa ngài muốn làm cho chúng ta tại đây. And so in the past day, God has revealed to us a song that speaks about something that we really need to understand here. Đó là bài Mưa Phục Hưng. And that is Revival Rain. Và đó là cái bài hát mà chúng ta thấy có một sự sức dầu đặc biệt cho công tác mà Chúa ngài giao cho chúng ta. And that is a song that has a special anointing for the work that God has for us. Bài hát đã được sáng tác bởi một tổ chức hiện tại đang muốn dấy lên 1 triệu ECP cho thời đại của chúng ta. And that song was written by a group of people that is wanting to rise up 1 million ECP. Esther. Đó là chức vụ của một sư Lou Ingle và ông đang kêu gọi để dấy lên 1 triệu các chị em phụ nữ là những người sẽ được Chúa ngài sử dụng như hoàng hậu ECP để có thể thay đổi đất nước này. And that is the ministry of Lou Ingle, and he's calling 1 million young ladies to rise up like Esther to bring the revival. Chúng ta biết rằng có một cái linh đang muốn tiêu diệt tiễn dân của Chúa, những người Do Thái, như là trong thời của Esther thì có một sự đáp ứng của Chúa cho con dân của ngài, đó là có những người được Chúa ngài sức dầu một cách đặc biệt cho công tác này, đó là sẽ làm bại lộ mưu của kẻ thù và những gì chúng đã định để tiêu diệt dân sự của Chúa. Chúa ngài sẽ trở dùng những điều đó để treo cổ chúng nó. And so we know that in this day and age there's this spirit of anti-Semitism that's going against the Jews, and so God wants to bring up, rise up a people to go against that spirit. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì có một cái sự sức dầu đặc biệt cho những công tác đặc biệt khi Chúa ngài gọi chúng ta. And so we thank God for the special anointing, for a special purpose that God calls us. Và để chúng ta có thể bước đi trong sự sức dầu này. And so we can walk in this anointing. Có một điều mà tôi mời anh chị em suy nghĩ buổi tối hôm nay. One of the things I'd like to invite each and every one of us to think about tonight. Thứ nhất là chúng ta cùng xem cái khởi nguồn của mục vụ. The first is that we need to understand the origin, the source of ministry. Chúng ta thấy ở trong Isaiah 61 này chẳng những diễn tả công việc của mục vụ mà còn cho chúng ta thấy khởi nguồn của mục vụ. And so we see here in Isaiah 61 not only state the purpose of ministry but also the source of the ministry. Anh chị em, nếu không có sự sức dầu thì không có sự bắt đầu của một mục vụ nào hết. Brothers and sisters, if there is no anointing, there is no beginning of any ministry. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta. The Spirit of the Lord is upon me. The Lord has anointed me. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy khởi nguồn của chức vụ Đức Chúa Giê-xu, đó là sự sức dầu của Ngài. And then, so we see here that the source of ministry is the anointing of God. Đức Chúa Giê-xu phục vụ bằng cách cho ra cái sự sức dầu mà Ngài đã được tuôn đổ ra trên đời sống của Ngài. The,
the Lord Jesus served by giving out, pouring out the anointing that was given to him. Và chữ Chris có nghĩa ở trong tiếng Hy Lạp đó là chữ Christos, có nghĩa là người được sức dầu. And the word Christ, Christos from the Greek is like a one that's anointed. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng được sức dầu để Ngài có thể thực hiện công tác của Ngài. And so we see that Jesus anointed so he could do the work that he was destined for. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào hơn, nhưng mà chúng ta thấy rằng người trong thời bây giờ họ có thể tiếp xúc và họ tiếp nhận Giêsu, nhưng mà chúng ta thấy rằng quyền lực của quan ngục hoàn toàn chống đối Christ, đấng Christ, bởi vì đó chính là quyền năng của Chúa sẽ hủy diệt công việc của ma quỷ. And so we don't want to go, don't have the time to go deep, but when we see people accept Christ and then the accept Jesus when the enemy wants to go against that completely. Và chúng ta thấy rất là quan trọng để chúng ta nhận cái sự sức dầu này để chúng ta có thể bước đi trong ơn của Chúa. And then, so it's important that we receive this anointing so that we can walk in the blessing of God. Và nhìn lại chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không làm một phép lạ nào trước khi quyền năng của Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên Ngài. And so when we examine the text, we don't see Jesus doing any miracle before he received the anointing from God. Bởi vì khi Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh giáng trên thì có một cái biểu tượng đã bày tỏ ra mà chúng ta đã được nhắc nhở nhiều trong cuối tuần vừa qua. And so when the Holy Spirit came upon Jesus, there is symbolism that we are reminded of last couple week. Mark chương 1 câu số 10 nói, vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống ở trên mình như chim bồ câu. Mark chapter 1 verse 10 states, and immediately coming up from the water, he saw the heavens departing and the Spirit descending upon him like a dove. Có một cái cụm từ nói đến một cái phước hạnh mà chúng ta đã được Chúa Ngài ban cho chúng ta và được công bố nhiều lần qua các đầy tớ của Chúa, đó là có tầng trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta và trên hội thánh VBC Hiếu Sinh của chúng ta tại đây. There's a saying that we can say that the ultimate blessing that God is that the open heaven is open upon the church, especially VBC Hiếu Sinh here. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống ở trên mình, Ngài trên mình Ngài như chim bồ câu. Immediately coming from the water, he saw the heaven departing and the Spirit descending upon him like a dove. Anh xem, chúng ta đang sống ở trong những cái giây phút mà các đầy tớ của Chúa đã thấy và Chúa Ngài đã báo cho chúng ta biết từ hôm tháng 10 trong đại hội của chúng ta, đó là có cái sự mở ra của bầu trời ở trên chúng ta, có cổng thiên đàng đang mở ra trên chúng ta, các tài nguyên từ trời, quyền năng của Đức Thánh Linh đang sẵn sàng để tuôn đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Brother and sister, we're living at a time and a moment where we need to remember in the past October when we had the revival, it was spoken that this time where the open heaven is there and God is willing to open, pour out all his power and glory upon us. Chúa đã cho tôi thấy nhiều lần và cũng có một số các anh chị em trong sự thăm viếng của Chúa đã thấy Chúa Ngài mở bầu trời, Ngài mở trời ở trên đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa tại đây. And God has allowed me to see many times, especially some of you have also experienced this, where God opened heaven upon our life. Amen, anh chị em. Amen, brother and sister. Đây phải là điều mà chúng ta hết sức vui mừng, bởi vì anh chị em có một hiện tượng khác ở trong Kinh Thánh. Khi một nơi, một đất nước bị cái sự sửa phạt của Chúa là Chúa đóng trời lại, không cho mưa, không cho những phước hạnh gì đổ xuống ở trên cái đất nước xứ sở đó. This is something that we need to rejoice because there is another image where when judgment comes because of sin of the nation, the heaven is closed and there's no heaven, there's no nothing. Chúng ta nhớ sự ký thứ nhì cho chúng ta thấy điều đó. Khi Chúa Ngài nói rằng khi ta đóng trời lại và không cho mưa xuống cũng không có cho sương móc đổ xuống thì nhất bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống bỏ con đường ta, tìm kiếm ta, thì trên trời ta sẽ nghe, sẽ tha thứ tội của họ và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Oh, so in Chronicles, where it says, if my people would repent and confess of their sins, then I would forgive and I would open my eyes, my ears and listen to them and open my heavens to them. Anh chị em, khi bầu trời đóng lại có nghĩa là ân phước của Chúa không thể nào đổ xuống được nữa. Brother and sister, when the heaven is closed, then that means the blessing of God will not be poured out. Nhưng mà khi các tầng trời mở ra, thì chúng ta thấy ở đây Đức Thánh Linh ngự xuống, cũng như là những phước hạnh của Chúa được bày tỏ ra khi trời mở ra trên một cuộc đời, trên một đất nước, trên một xứ sở, trên một hội thánh. And so when the open heaven is open,
we see that God is willing to pour out his blessing upon the church, upon a people, upon a nation. Chúng ta nhớ kinh nghiệm của Gia-cốp ở tại cái vùng đất mà ông đổi tên là Bê-tên, là nhà của Đức Chúa Trời đó, nơi Chúa ngự đó, thì ông thấy có một cái thang bắt từ đất lên trời và trời mở ra, ông thấy thiên sứ đi lên đi xuống. Đó là cái bức ảnh mà Chúa ngài muốn cho chúng ta thấy tại đây. Có một sự mở rộng giữa đất đến trời và từ trời xuống đất này khi trời mở ra trên cuộc đời của một người, trên một chức vụ. Amen. And so we see the image also in Exodus, no, in Genesis, where Jacob was sleeping and he saw open heaven and there's a stairs going from heaven to down here where the angels are descending and ascending, and that is the image that God is having here. Và Chúa Giêsu cũng hứa với Nathanael đó là sẽ thấy trời mở ra trên ngài khi bầu trời mở ra trên chức vụ của Đức Chúa Giêsu. And so Jesus also promised Nathanael that open heaven will come when the ministry is open on Jesus. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trời cũng mở ra trên cuộc đời của chúng ta và quyền năng sự hiện diện của Đức Thánh Linh cũng như những tài nguyên của thiên đàng cũng có thể đổ xuống trên chúng ta trong sự sức giàu của Ngài. And so we thank God that God opened heaven for us so that the power, the blessing, the authority that God is pouring out upon the anointing for this ministry. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu sau khi kinh nghiệm được trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống ở trên Ngài, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu mới bắt đầu chức vụ của Ngài trên đất này, thánh vụ của Ngài trên đất này. And so we see here that after Jesus was anointed with the Holy Spirit, then he starts the ministry on earth. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Đây là mẫu mực mà chúng ta cũng cần phải theo. Chúng ta phải nhận được sự sức giàu từ nơi Chúa thì chúng ta mới có thể đi ra và phục vụ một cách kết quả được. And so we thank you here that Jesus has set a role model for us and that we need to follow this before we can actually go do anything in the ministry. Một bức ảnh khác để chúng ta hiểu đó là mục vụ dựa trên một cái vốn liếng rất là quan trọng, đó là sự sức giàu của Chúa. And another tableau that we can look at is that the ministry is depending on the commodity. Và cái vốn liếng đó, cái commodity đó chính là sự sức giàu của Chúa. And that commodity is the anointing of God. Bởi vì nếu không có sự sức giàu thì không có mục vụ. Because if there is no anointing, there's no ministry. Như một người họa sĩ muốn vẽ tranh thì người đó phải có sơn, có cọ mới có thể vẽ tranh được. For example, if an artist wants to paint a picture, that person needs to have brushes, needs to have paint. Cái người đầu bếp muốn nấu một cái món ăn thì người đó phải có những vật liệu cũng như là những cái dụng cụ trong nhà bếp để có thể nấu cái bữa ăn được. And for a chef to cook, he needs the tools, the knife, the pot. Cái người thợ mộc muốn đóng một chiếc bàn thì cũng cần phải có cưa, có búa, có bằng bào, tất cả để có thể đóng cái chiếc bàn của mình được. A carpenter needs to have saw, needs to have hammer, and needs to have all the tools to build a table. Và các đồng nhân muốn phục vụ chúng ta phải được sự sức giàu bởi Đức Thánh Linh. And as children of God, we want to serve in ministry, we have to be anointed. Nên chúng ta thấy rằng rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo mình có sự sức giàu của Chúa và giữ cho sự sức giàu của Chúa được liên tục tươi mới đông đầy trong cuộc đời của chúng ta. And so it's very important that we guarantee that we have the anointing and to keep that anointing, that fresh anointing. Sự sức giàu là gì? What is anointing? Khi chúng ta nghe từ ngữ sức giàu thì chúng ta nghĩ đến công việc mà Chúa ngài đã sai các thầy tế lễ đi để sức giàu cho một tiên tri, là sức giàu cho một vị vua. And so when we hear the word anointing oil, we think about the prophet going to anoint a king. Và chúng ta thấy như Samuel đã được Chúa ngài bảo đi đổ dầu trong cái sừng và đi đến nhà của Isai để sức giàu cho vị vua mới cho dân Israel. And so we see that Samuel was called to pour in the oil to a horn and to anoint the future king of Israel. Và chúng ta biết là ông đã đến nơi và Chúa ngài đã chỉ ra cái người con út, cái người con nhỏ nhất ở trong gia đình của cha của David để sức giàu cho David và để ông có thể trở nên vua của Israel. And so when he came to the place, he came to the father of David, Jesse, and he anointed David was the youngest son to be king. Việc sức giàu này không phải chỉ là một cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà nó là hình bóng có ý nghĩa một cách rất là sâu xa.
This anointing is not just as a traditional ritual, but it has a profound spiritual meaning. Chúa Ngài đã đặt cái nguyên tắc này để Ngài có thể đổ quyền năng của Ngài, quyền năng dunamis của Ngài trên một cuộc đời. And God has ordained this so that God will pull out His power, His dunamis power upon us. Cũng giống như Chúa Ngài đặt để quyền năng của Ngài ở trong những giọt dầu khi Chúa Ngài bảo khi chúng ta sức dầu cho người bệnh, rồi chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin, Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. Chúa Ngài đặt để quyền năng của Ngài trong những giọt dầu này. And so in the same way, God empowered the anointing of the oil to drip and lay it on people to heal the sick, and He also anointed this. Cho nên ý niệm của sự sức dầu có nghĩa là quyền năng của Đức Chúa Trời. And so the real meaning of anointing is the power of God. Khi chúng ta được sức dầu có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài tuôn đổ quyền năng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. So when we are anointed, God is pouring out all His power upon us. Khi chúng ta được sức dầu có nghĩa là chúng ta được mặc lấy quyền phép từ trên cao để chúng ta có thể thực hiện công việc mà chính Đức Chúa Trời Ngài làm việc xuyên qua cuộc đời của chúng ta. And so when we're anointed, we're clothed with the full power from above high so that we can do the works that God has ordained for us. Anh chị em, sự sức dầu không chỉ là một cái ý niệm hay là một cái biểu tượng. Brother and sister, the anointing is not just a traditional ritual. Nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời. But it is the actual power of God. Chúng ta có thể kiểm chứng được. We can actually, it's tangible. Rất là đáng tiếc là có một vài mục sư Việt Nam, họ chế nhạo về sự sức dầu và họ biểu môi nói, tối ngày cứ nói chuyện sức dầu, bài hát nó được sức dầu, bài giảng nó được sức dầu là cái gì? Và tôi khi nghe những điều đó và tôi cầu nguyện cho người này, tôi nói rằng đụng chạm đến công việc của Đức Thánh Linh mà nhạo cười như vậy thì chết, đời này và đời sau cũng không được tha thứ. It's a pity that there's certain ministry that they make fun or they make light of the anointing. They say, oh, anointing, anoint this, anoint that, anoint this song. But if when we make light of the Holy Spirit, it's a sin that God would not forgive. Sự sức dầu là sự hiện diện quyền năng của Đức Thánh Linh được đổ xuống trên một cuộc đời anh chị em. Để rồi tất cả những công việc sau đó được ảnh hưởng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên có những bài hát được sáng tác ở trong sự sức dầu của Chúa, những sứ điệp được Chúa Ngài ban phát trong sự sức dầu của Ngài đem lại quyền năng và kết quả một cách lớn lao là như vậy. And so anointing is the overflowing of the power of God. So when we overflow, that when a sermon is preached or when a song is written, it brings about a great power in the result or the fruitfulness of those. Bởi vì khi chúng ta nói rằng cái bài hát đó được sức dầu, có nghĩa là khi cái bài hát đó được hát thì người ta được giải cứu, người ta được chữa lành, sự hiện diện của Chúa thể hiện ra một cách đầy dẫy ở tại nơi chốn đó. And so when we say, wow, that song was totally anointed, we can see that because when that song was sung, we saw miracles, we saw signs and wonders happening. Hay là khi chúng ta nói đến một sứ điệp đầy sự sức dầu của Chúa, là sứ điệp đó trong lúc giảng là người ta đã được cảm động và muốn tiếp nhận Chúa rồi. And so when we say, wow, that sermon was totally anointed, we see that sermon touched the heart of the people and that they accept or are changed by the sermon. Bởi vì Chúa đựng quyền năng của Đức Chúa Trời qua công việc của Đức Thánh Linh trong sứ điệp đó, là trong bài hát đó. Because God is working through the message or through the song. Và sự sức dầu cũng là một cái hiện thực hữu hình chúng ta có thể rờ được. And the anointing is something that's tangible that we can actually touch. Chẳng những chúng ta có thể nhận được nhưng mà cũng có thể chuyển tải từ người này đến người khác. Not only that we would receive but we would actually transmit from one to another. Sự sức dầu nó rõ rệt đến độ chúng ta có thể kiểm chứng được và kinh nghiệm được qua các giác quan của con người chúng ta. And then so the anointing is so tangible that we can experience it through other people. Our senses. Our senses. Thí dụ như chúng ta thấy ở trong Mark chương 5. For example, if we look at Mark chapter 5, khi người đàn bà rờ đến áo của Chúa, when the woman touched the cloth of Jesus, thì Chúa Giêsu cảm nhận có một quyền năng toát ra từ Ngài để chữa lành cho ai đó. And Jesus felt His power coming out of Him to heal somebody. Nhiều lần khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta cảm thấy có một cái sức nóng, có một cảm giác tê run nhẹ nhẹ trên tay của chúng ta, dường như lưu xuất ra từ tay của chúng ta để chạm đến ai đó. And then many times when we pray, we feel, we sense heat from her hand, also like some tingling running from her hand to the person that we're praying for. Và chúng tôi cũng nghe hàng trăm hàng ngàn trường hợp anh chị em kể lại cho chúng tôi rằng khi tôi đặt tay lên thì có quyền năng của Chúa chạm đến,
Người ta nghe thấy quyền năng của Chúa như những dòng điện chạm đến thân thể của họ, chạm đến đầu của họ. Và đó là những điều chúng ta có thể cảm nhận và có thể kiểm chứng được. And I've heard thousands of testimony when the power of God moved and then it's like this electricity that going through our hands and through the people. It touches their whole body through the hands and the head and it's something that's tangible where we can feel. Có một người bị bệnh suyễn rất là nặng và đã được Chúa Ngài chữa lành khi chúng tôi đặt tay trên người đó. There was one person that had been seeing asthma. Asthma that was really heavy and then when we laid a hand and they were healed. Anh xem biết một cái giọng mà đọc kinh thánh và sách ở trên trang web của chúng ta, đó là tiếng giọng đọc của anh Ngọc Đức đó. Thì anh là em trai út của bà bác sĩ Bích Ngọc, thẩm viện Bích Ngọc. Thì Chúa Ngài đã chữa lành anh trong chứng bệnh asthma, chứng bệnh mà suyễn mà tôi đã đặt tay cầu nguyện cho. And so there's this believer named Ngọc Đức. And he was one of the person that actually read the Bible in the audio. And he was the one that was healed from asthma when we lay hands on him. Khi tôi đặt tay trên anh thì anh thét lên và nói rằng anh nghe như hai miếng thép ở trên cái phổi của anh nó rớt xuống chân của anh. And so when I laid my hand upon him and he said also I felt like something just dropped down from my leg, from my the lungs to my leg. Through steel plate. A steel plate. Và anh nói rằng suốt 3 ngày anh vẫn cảm nhận cái bàn tay của tôi vẫn còn ở tại đó. And for 3 entire days he still feel the presence of my hand on his chest. Bởi vì sự sức dầu của Chúa lui xuất ra từ tay của chúng tôi và đã để lại ở trên anh cái sức nóng như vậy, như cả cái bàn tay ở trên thân thể của anh suốt ở trong 3 ngày đó. And so because of the anointing flow from our hands onto his chest, and so that heat stayed on his chest for 3 days. Như đàn bà bị bệnh mất huyết đó, đã rờ đến áo của Chúa thì bà đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa chạm đến và thân thể của bà được lành ngay tức khắc. Much like what we read in Mark 5, where the lady who had the sickness of losing blood, she touched the cloth of Jesus. Và chắc chắn là bà đã đi và thuật lại cái kinh nghiệm của mình. And she probably guaranteed she probably shared her experience. Matthew chương 14 và Luca chương 6 cho chúng ta thấy nhiều người nữa đã đến và rờ đến áo của Chúa để mong mình được sự chữa lành. And so we see also in Matthew 14 and Luke 6 say that many people want to touch him so that they can be healed. Matthew chương 14 câu 35-36. Matthew 14 verse 35-36. Người sứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi, vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. And when the men of that place recognized him, they sent out into all the surrounding region, brought to him all who were sick, and beg him that they might only touch the hem of his garments, and as many as touch it were made perfectly well. Và Luca chương 6 câu số 19. And Luke 6:19. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. And the whole multitude sought to touch him, for the power went from him and healed them all. Anh chị em còn nhớ Esai 61 mà chúng ta đọc khi nãy cũng từ 1 cho đến câu số 3. Brother, sister, do you remember Isaiah 61 verse 1 to 3? Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta và Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng chữa lành. Anh chị em thấy điều đó. Bởi sự sức dầu mà chức vụ Đức Chúa Giê-xu chúng ta thấy rằng đã thể hiện ra sự chữa lành một cách hết sức là mạnh mẽ và nhiều như vậy. So the Spirit of the Lord came upon me that he has anointed me to heal. So we see that when the anointing comes, the healing comes, and the work of God is done miraculously. Anh chị em để ý đến cái sự chữa lành nhiều đến độ cả đoàn dân đến để kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra và chữa lành hết mọi người. And then so we see here also in Luke that the whole multitude thought to touch him, the power went out of him, and healed them all. Cảm ơn Chúa. Và câu chuyện mà chúng ta biết nhiều nhất là Mark chương 5 từ câu 27 đến 29. Thank you God. Another story where we know a lot is in Mark 5, 27. Người đàn bà bị bệnh mất huyết ở đây. Người đã nghe tin Đức Chúa Giê-xu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo của Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại người nghe trong mình đã được lành bệnh. So in Mark 5, 27 to 29, when she heard about Jesus and she
She came behind him in the crowd and touched his garment, for she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi cũng đã kinh nghiệm nhiều lần việc này đã xảy ra. Thank you God that we also experienced this many times. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành và sự sức giàu của Chúa. Praise God for His healing and His anointing. Mục sư Nôm rất là được phước khi nghe cháu của cô Quách Thúy là Elizabeth làm chứng lại một cái kinh nghiệm mà 4 năm trước chúng ta đã có cơ hội chứng kiến ở tại nhà thờ tại đây. And so Pastor Nôm was very encouraged when he heard testimony of Sister Bidngap, niece, when about 4 years ago, what was experienced there? No, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, cháu của cô Thúy. Yeah. Elizabeth, trên đường đi chuẩn bị đến trại mùa đông, năm đó thì bị tai nạn xe và bị một chiếc xe trọng tải đụng, thì xe bị hư hại rất là nặng. And so about 4 years ago, Elizabeth was driving, going to camp, and it was hit by a semi-truck, and it was a severe collision. Và cổ thì bị đau rất là nặng. And she was hurt really bad. Cô Thúy cũng ở trong chiếc xe đó. And Sister Thúy was also in the car. Khi ở trại thì đã được cầu nguyện. And when we were at camp, she received prayer. Nhưng mà vẫn chưa hết hoàn toàn. But the healing wasn't complete. Nhưng mà Chủ nhật đó khi Mục sư Nôm về đây chia sẻ lời Chúa với chúng ta. But when that Sunday came, when Pastor Nôm shared with the church here. Anh chị em còn nhớ đến Mục sư Nôm được sự hướng dẫn của Chúa để làm công việc rất là lạ. And if you guys remember, God led Pastor Nôm to do something very strange. Ông nói rằng sự hiện diện của Chúa tại đây rất là mạnh mẽ. And it says that the presence of God is here is very strong. Chúa Giêsu đang ở đây với chúng ta. Jesus is right here with us. Và Ngài sẽ rời chạm đến những cuộc đời và sẽ chữa lành cho nhiều người. And he will touch the lives of many and heal many. Nhưng mà để chúng ta có một cái gì đó, một cái vật thể hữu hình để chúng ta có thể rời chạm đến, thì ông đã cầm ở trên tay cái khăn cầu nguyện của người Do Thái, cái pressure của người Do Thái. And so to have something that tangible that we can see in his hand, he was holding the shawl from the Jewish people. Ông đi qua đi lại trong phòng thờ phượng của chúng ta 4 năm trước. And he was walking back and forth within our sanctuary about 4 years ago. Nhiều người đã đưa tay ra để rờ vào trong chiếc khăn đó. Many people touched the cloth. Elizabeth đã rờ vào chiếc khăn này. And Elizabeth touched that. Và lập tức được chữa lành. And immediately she was healed. Và cảm ơn Chúa là 4 năm qua. Cảm ơn Chúa. Hôm Chủ nhật Elizabeth làm chứng lại cho ông Mục sư Nôm thì ông rất là được khích lệ vì là làm chứng này. And so thank you God for that 4 years ago. And this past Sunday, Elizabeth testified unto Pastor Norm and he was very encouraged. Ở tại Việt Nam, khi tôi hầu việc Chúa ở tại nhà thờ nơi Mục sư Phạm Đình Nhẫn là ba của Vĩnh An hầu việc Chúa, thì cũng có những câu chuyện tương tự như vậy xảy ra. And in Vietnam, while I was ministering in the church with Pastor Phạm Đình Nhẫn, which is the father of Vĩnh An here, we had similar khi tôi chia sẻ cái sứ điệp tương tự như sứ điệp này. And when I was sharing the message similar to this, thì có một bà được con cháu của mình khiêng từ xe đi lên bởi vì bà không đi được. And there was this lady where her kids was carrying her with car because she couldn't walk. Chúng ta biết cái nhà thờ nơi Mục sư Nhẫn hầu vị Chúa thì có những cái bậc cấp và người ta phải khiêng người đàn bà này đi lên. And then, so if you know Pastor Nhẫn's church has high stairs and so they had to carry that lady up the stairs. Và bà khi được đưa lên rồi thì bà bò từ ngoài cửa đi vào và ngồi ở trên hàng ghế trước. And so once she was above the stairs, she crawled into the sanctuary to the sit in front. Trong lúc tôi giảng sứ điệp này. And while I shared this message, chuẩn bị để phục vụ các con cái của Chúa. And being ready to serve the children of God. Bà đã có đức tin và bà đã thực hiện một công việc rất là giống như trong Kinh Thánh. And she had faith, and so she did something very similar to in the Bible. Và trong lúc tôi đang đứng thì bà bò lên, bà lấy tay bà vuốt hai cái ống quần của tôi, rồi bà trét lên người của bà. And so while I was on stage sharing, she would crawl, and then she would kind of like touch my pants, and then she rub it on her body. Anh chị biết điều gì xảy ra không? Do you know what happened? Bà đứng dậy và đi.
She stood up and she started walking. Khi đi về thì bà tự đi xuống cầu thang chứ không còn có ai khiêng áo bà nữa. So when she went home, she was walking herself down the stairs and didn't need anybody to carry her. Hôm đó có nhiều phép lạ xảy ra và những việc tương tự như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. That very night, there was many miracles happened and it just kept on coming. Dĩ nhiên không phải là tôi nhưng mà là sự sức dầu của Chúa đã đổ trên cuộc đời của tôi. It is not me, but it is the anointing that has poured upon my life. Vì sự sức dầu của thể cũng động lại trên những vật thể trong một thời gian. And the anointing can be resident in material things for a time. Như là đã động lại trong hài cốt của tiên tri Elise. Much like it stayed on the tomb of Elisha. Bones of Elisha. Thì chúng ta biết rằng khi ông đã chết một năm rồi, thì người ta chôn cất ở trong mồ. Khi có một người chết sau, thì người ta đem chôn cất, và chúng ta biết cái cách chôn cất của người Do Thái là họ để trong một cái hang, và khi mà xương khô rồi thì họ sẽ đem họ dời qua những cái hộp mà nhỏ giống như những cái kim tỉnh. And so when Elisha died, they buried him, and you know in Jewish tradition, when they buried the person and their bones dry, they would take that bones and they would put in a box and put it in a cemetery, I guess a cave kind of. Và trong trường hợp này chúng ta biết rằng ở trong sách các vua thứ nhì chương 13 câu số 21 ghi lại cho chúng ta. And so we see in 2 Kings chapter 13 verse 21 writes for us. Câu 20-21. Elisha qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân Moab toan vào xứ và sải có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thay vào mồ của Elisha. Kẻ chết vừa đụng hài cốt của Elisha thì sống lại và đứng dậy. And so verse 20 and 21, then Elisha died and they buried him, and the remaining bands of Moab invaded the land in the spring of that year. So at once they were burying a man, but suddenly they spy a band of raiders, and they put the man in the tomb of Elisha. And when the man had let down and touched the bone of Elisha, he revived and stood to his feet. Đây là cái phép lạ cuối cùng đánh dấu số phép lạ mà Elisha đã làm gấp đôi của tiên tri Eli, như ông đã khao khát là thần của Chúa cảm động trên tôi gấp bội. And then, so this was the last miracle of Elisha, and it's happened similar that he asked for twice the anointing of his mentor, and this was the one. Và các học giả cho biết rằng khi tiên tri Elisha qua đời thì còn thiếu một phép lạ nữa mới gấp đôi của tiên tri Eli. Nhưng mà chính phép lạ này, ông đã chết một năm rồi nhưng mà sự sức dầu vẫn còn trong bộ xương của ông ấy. Đến độ xác chết chạm đến bộ xương của ông thì sống lại và đứng dậy. And according to the story, we see that when Elisha died, he lacked one more miracle, 13, right? Before he can double his mentor, right? And so the anointing was still on his bones, so that this man would be resurrected when he touched the bone. Sự sức dầu cũng có thể động lại trên những cái khăn vải của Phaolô như chúng ta đã thấy ở trong Công vụ chương 19. And so the anointing can reside upon the cloth, the towel, just like we see in Acts chapter 19, verse 12. Chúng ta biết rằng khi khăn và áo của Phaolô đắp trên người bệnh và người bị quỷ ám thì họ được lành và họ được giải cứu. So according to the Bible, when we see that the handkerchief or the apron, when it was brought to the people, they would be redelivered or healed. Một trong những cái phép lạ và đã làm để làm ngồi nổi cho sự phát triển của hội thánh của Chúa ở tại thành phố Phong Điền, Cần Thơ, cũng là một phép lạ cũng tương tự như thế này. And so one of the miracles that made an explosion in one of the church at Phong Điền, Cần Thơ was similar to this. Có một bà đến gặp chúng tôi ở tại Long Xuyên, thì bà rất là đau khổ và đến nhờ chúng tôi cầu nguyện vì bà có một đứa cháu mà nó khóc đêm suốt cả một năm, khiến cho cả gia đình và cả cái khu xóm nó khốn khổ với đứa nhỏ này. And so there was this lady, she was really in a state of misery because she had a niece or daughter or niece, a grandchild that would cry constantly throughout the whole year, and not only was a misery for the family but the whole neighborhood. Thì tôi nói rằng tôi không thể có mặt tại đó để có thể giúp cho đứa bé này. Thì tôi hỏi bà có cái khăn gì để tôi có thể đặt tay và chuyển tải sự sức dầu để có thể giúp đỡ cho bé. And I said to the lady, I can't make it to the city or the place you live. Do you have like a handkerchief or a towel in that I'll just lay hands and then transmit the anointing? Bà nói rằng tôi không có khăn gì hết nhưng mà có cái khăn lạnh. Hồi nãy trên xe xài, bây giờ xin mục sư sử dụng.
I don't have any towel, but it's a wet towel. Wet towel. Oh, that was using it on the car. Let's use it. Tôi lấy cái khăn đó và tôi đặt ở trên tay của mình và cầu nguyện là Chúa, con không thể có mặt để giúp đỡ cho đứa bé này, nhưng mà sự sức giàu của Chúa có thể đi cùng với chiếc khăn này để có thể giúp đỡ cho bé. Xin Chúa cho phép để sự sức giàu được động lại ở trên vật thể này để thực hiện công việc mà Chúa sai phái nó. And so I took the wet towel, placed my hand on it, and I prayed, God, I cannot be present, but I pray the anointing will rest upon this towel and that your healing would come to this child. Và lời làm chứng đó là bà về, và chiều đó về tới nơi thì bà đã đặt cái khăn đó ở trên người của đứa cháu của mình, và tối đêm đó và cho những ngày tháng sau này cháu không còn khóc đêm nữa. Cảm ơn. And the testimony was that that day when she came home, she laid that towel upon the child and prayed, and that very night until now that child stopped crying. Và đã vui mừng để làm chứng lại cho hội thánh của mình. And she was overjoyed and she testified that to the whole church. Đáng tiếc là ông mục sư của hội thánh ở tại nơi mà bà đã từng đi nhóm lại nói rằng cái chuyện này là chuyện của tà giáo, cái chuyện này không có trong kinh thánh. And it's a pity that one of the pastor that in the church she was going to, she said this is superstition, a cult. This doesn't happen in the Bible. Ông triệu tập ban trị sự đến và chuẩn bị để dứt phép thông công đuổi bà này ra khỏi hội thánh. And so he met with the elders and say that kick this lady out of the church. Và kêu mục sư lên tiếng, thì có một chấp sự nói với mục sư rằng, mục sư ơi, chuyện này có trong kinh thánh đó. And so when he rose up and there was a deacon in the church, pastor, this does happen in the Bible. Ông nói ở đâu, chỉ cho tôi. Thì người chấp sự đã đưa công vụ chương 19 câu số 12 và đưa cho ông. And he asked where, show me. And then so the deacon says, look at Acts 19 verse 12. Thì ông liếc qua nhưng mà chắc có lẽ không đọc và cũng đã lỡ lời rồi. Ông tuyên bố nhưng mà vẫn không chấp nhận vì cái chuyện này là chuyện của tà giáo. And so he looked through it and he probably tried to ignore it because he already pridefulness because he declared it and he continued with his action. Cuối cùng ông đã đuổi gia đình này ra khỏi hội thánh. Eventually he kicked the family out of the church. Và gia đình đi qua và sinh hoạt với hội thánh tại Phong Điền và làm những thành phần nồng cốt cho đến bây giờ. And so the family went to be with the church in Phong Điền and stay there until now. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những việc ở trong Kinh Thánh và những việc của ngày nay, chúng ta có thể nói rằng sự sức giàu của Chúa là một cái gì đó rất rõ ràng, có thể kiểm chứng được, có thể rờ chạm được. And so we thank God in the Bible and even today that the anointing is something that is very tangible, that we can examine, that we can see, that we can prove. Cảm ơn Chúa vì sự sức giàu là quyền năng của Chúa đặt để trong chúng ta, tuôn đổ trên chúng ta để thực hiện những điều mà Chúa nghe sai phái. And so we thank God that the anointing is something that God pull out upon us so that God commission us to do things. Sự sức giàu là trời mở ra trên đầu của chúng ta, trên cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể san sẻ những phước hạnh, làm ống dẫn để chuyển ơn của Chúa đến cho những người có nhu cầu, những hoàn cảnh cần sự can thiệp của Chúa. And so the anointing is the heaven opening, pouring out the blessing and the power upon us so that we can be a channel to bring blessing to people. Nhưng mà điều thứ ba mà tôi mời anh chị em suy nghĩ tới đây, đây là trọng điểm của bài học mà tôi muốn huấn luyện cho anh chị em buổi tối hôm nay. Đó làm thế nào để chúng ta có thể giữ được sự sức giàu này luôn mạnh mẽ và luôn được tươi mới. And the third point, and it's very important, to learn here is that how can we maintain the anointing, always having the full anointing of God. Một trong những điều mà qua kinh nghiệm tôi có thể chia sẻ với anh chị em và chúng ta thấy hàm ý nói đến trong kinh thánh. And one of the things that I can share with you also through experience, personal experience, and also in the Bible. Đó là khi chúng ta phục vụ trong sự sức giàu của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ toát ra từ chúng ta để thực hiện công việc của mục vụ. And so when we serve the Lord, the power of the anointing will manifest so to accomplish the ministry. Như chúng ta thấy người đàn bà bị bệnh mất huyết đụng đến áo của Chúa đó, thì Chúa Giêsu biết là quyền năng toát ra từ Ngài để đụng đến ai đó. And so we see here when the ladies that touched the cloth, we see the power of God was released and to heal, bring healing upon her. Nhiều lần khi chúng ta cầu nguyện và phục vụ cho nhiều người bệnh, chúng ta sẽ cảm thấy một cái cảm giác khi sự sức giàu của Chúa toát ra khỏi tay của chúng ta. And so when we're in the ministry, sometimes we'll feel the power of God releasing from us, bring healing.
Nhưng có điều mà kinh nghiệm cũng như lời của Chúa hàm ý cho chúng ta thấy đó là sự sức giàu có thể cạn dần sau một ngày chúng ta phục vụ đông người như vậy. And so one other thing that we can say is that the anointing can continue or be diminished. Diminish after we do the ministry. Tôi lấy một ví dụ khi chúng tôi hầu việc Chúa ở tại đại hội Đông Nam Á. Lần đó chúng tôi cầu nguyện cho hơn 900 người. Một cái đặc tài mà trên cho em là có thể nói rằng cho cạn hết tất cả những gì mà Chúa cho được ở trong lần đó. And so for example, when we were minister in Southeast Asia, in Malaysia. Malaysia, and so we see that there was hundreds of thousands. 900. 900 people. Và các đệ tử của Chúa, các anh em đến dự đại hội, chúng tôi nhờ là đứng xếp hàng vòng chung quanh vách tường của cái khách sạn đó, cái phòng nhóm tại đó. Hơn 900 người có mặt ngày hôm đó. And so more than 900 people, we asked them to stay or circle around the whole building. Và cảm ơn Chúa là quyền năng của Chúa tác động một cách rất là mạnh mẽ. Thank you God, the power of God moved powerfully. Cái ông manager của khách sạn đó, ông có bệnh ở trong thân thể. Ông thấy đại hội được phước quá, ông là người Hồi giáo nhìn xem. Và ông chạy xuống, ông đưa đầu cho chúng tôi đặt tay trên ông để cầu nguyện cho ông. And so the manager of that restaurant, he saw the noise, he saw the power of the hotel, and then he willing came down and he was willing to receive prayer. Và khi chúng tôi cầu nguyện cho ông, đặt tay trên ông ngã ra và ông được chữa lành. And then so when we lay hand and pray for him, he fell and he received healing. Ông chạy xuống và ông kêu tất cả những nhân viên của khách sạn đi lên để được cầu nguyện hết. And so he ran down and he called all his employees, come on up, let's get the prayer. Một bà manager khác là cùng cộng tác với ông đó cũng đã được chữa lành ở trong ngày hôm đó. Another manager that was working alongside him received healing as well. Phần của đại hội thì chúng tôi đi và chúng tôi đặt tay. And so for all part of the conference, we walk around and we just lay hands. Cả anh em anh Cường, anh Sơn đi kế bên cạnh tôi như là Aaron và Hura đỡ tay của Môi-se đó. Họ cũng tiếp tay với chúng tôi để dìu chúng tôi và chúng tôi cầu nguyện cho hết thảy các anh em. And so the brothers that was with us, like Chukung and others were walking. It was just like Aaron and Moses, right? And just working with us to bring the healing. Ba tuần trước tôi chia sẻ với anh chị em cái lời làm chứng của một mục sư người sắc tộc đã được Chúa Ngài ban phước trong kỳ đại hội đó và đã trở về và có kết quả một cách lớn lao cho đạo Chúa là như vậy. And 3 weeks ago, I shared a pastor that was received healing and that he returned home and to do great works for God. Chúng ta cảm ơn Chúa vì khi sự sức giàu được cho ra như vậy. So we thank God when the anointing is pulled out like that. Thì chúng ta có một cái cảm giác và chúng ta kinh nghiệm là có cái sự rơi mất đi của sự sức giàu của Chúa cần phải được đông đầy trở lại. And so we experience this losing of the anointing, the releasing of the anointing, and that needs to be refilled. Rất là quan trọng để chúng ta hiểu những nguyên tắc mà tôi sắp sửa chia sẻ với anh chị em. So it's very important that we understand the principle that I'm about to share. Bởi vì sự sức giàu là điều quan trọng, nhưng mà dễ để chúng ta nhận được sự sức giàu. And because the anointing is important, but it's easy for us to be anointed. Nhưng mà giữ cho sự sức giàu luôn được tươi mới là điều rất khó. But it's to keep the anointing and renew and refresh in the anointing is very hard. Anh chị em giữ cho sự sức giàu được liên tục mạnh mẽ ở trong 10 năm, 20 năm, 30 năm là điều càng khó hơn nữa. And so to keep the anointing between 10, 20, and 30 years is actually harder. Nhưng mà cho tôi chia sẻ với anh chị em nguyên tắc mà tôi học được từ nơi chức vụ Đức Chúa Giêsu để chúng ta có thể nắm bắt được chìa khóa, hầu chúng ta có thể giữ sự sức giàu luôn được tươi mới trong đời sống của chúng ta. And so I'd like to share a principle, a key that we can learn from Jesus so that we can always be renewed and refreshed in anointing. Thứ nhất chúng ta cần biết là sự sức giàu cần được duy trì, cần phải được giữ cho mạnh mẽ. And so first we need to maintain the anointing. Và giữ cho được mạnh mẽ qua sự tương giao với Chúa. And to maintain that anointing is through our relationship with God. Cái bí quyết là để chúng ta có thể liên tục được tràn đầy là chúng ta cần phải trở lại với nguồn của sự sức giàu. The mystery is that we need to know how to go back to the source of the anointing. Để chúng ta trở lại với Chúa để chúng ta có thể nhận thêm cái sự sức giàu của mình. So that we would return to God to receive more anointing. Ở trong Mark chương 1 cho chúng ta thấy một ngày bận rộn trong chức vụ của Chúa Giêsu. In Mark chapter 1 we see how Jesus was so busy in the ministry. Bắt đầu từ nhà hội, Chúa Giêsu ngày giảng dạy và đuổi quỷ. In the synagogue he was teaching and casting out demons. Rồi ngày bước mấy chục bước đi từ nhà hội đi qua nhà của bà gia của Phêrô.
And then so he walked many steps to go to the mother-in-law house of Peter. Và chữa lành cho bà gia của Peter. To bring healing upon the mother-in-law of Peter. Chiều đó thì cả thành đã đem người đến với Ngài và Ngài đã dùng quyền năng của Ngài để chữa bệnh đuổi quỷ suốt cả đêm. That very night, the whole city brought all the sick to him, and so he used his power and authority to bring healing upon the city. Chúng ta biết rằng Capernaum là cái nơi trung tâm của đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu ở vùng Galilee là như vậy. So we know that Capernaum was the center where Jesus was a minister. Nhưng lúc chấm dứt công việc, Chúa Giêsu mệt vô cùng. And so at the end of the day, at the end of ministering, God, Jesus was tired. Ngài khô cạn cả sức lực cũng như là linh quyền. He dried up all his power and his spirit. Mặc dù vậy, chúng ta thấy Ngài đã làm gì trong ngày hôm sau. But what did he do the very next day? Mark chương 1 câu 35 chép như thế này. Mark 1 verse 35 states, sáng hôm sau trời còn mờ sáng, Chúa Giêsu thức dậy đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một việc rất là bất thường, phải không? And so we see here, God allows to see something that's very extraordinary. Bởi vì sau một ngày bận rộn phục vụ nhiều người trong chúng ta chắc là chúng ta phải ngủ trễ để chúng ta lấy lại sức chứ ha? Because after you minister like Jesus, really busy, you probably want to sleep in and rest. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thức dậy sớm và đi ra để tương giao với Chúa Cha. But Jesus woke up early and he went to a solitary place to spend time with God. Và đây không phải là lần đầu tiên hay là lần duy nhất mà Chúa Giêsu Ngài làm. And so this is not only the first time or the only time that Jesus did it. Đức Chúa Giêsu luôn làm như vậy và làm một cách thường xuyên. He continued to do that and he did it often. Sau khi Ngài đối diện với một ngày phục vụ thật là bận rộn. Which verse was that? So after a very busy day of ministry. After a very busy day in ministry. Trong Mark chương 6 câu 34 đến 44 đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài giảng dài, Ngài chữa bệnh cả ngày, Ngài đã quá bánh làm phép lạ để đãi 5.000 người ăn. So in Mark 6 where we see Jesus is healing the ministry, he's doing miracles, he broke the bread to feed the 5,000. Và sau một ngày bận rộn như vậy, Chúa Giêsu làm gì? And after a busy day, what did Jesus do? Mark chương 6 câu 45-46 cho chúng ta thấy. Mark 6 verse 45 and 46. Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida. Trong khi Ngài cho dân chúng về, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida. Why he sent the multitude away, and when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu sau khi sai phái các môn đồ đi thì Ngài đã thức thâu đêm để Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời. And so we see here, after Jesus has sent the disciple away, he stayed up all night to pray. Tại sao Chúa Giêsu làm việc như vậy? Why did he do that? Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nhận biết nguồn của sự sức giàu của Ngài đến từ đâu. And so here we see that Jesus is showing us where the source of the anointing is. Sự sức giàu đến từ Chúa Cha. The source of anointing comes from God the Father. Qua công việc của Đức Thánh Linh. Through the work of the Holy Spirit. Cho nên sau khi Ngài cho ra thì Ngài trở lại với nguồn của sự sức giàu để Ngài được đông đầy trở lại. And so when Jesus pulled out, he returned back to the source to be refilled. Đây là chìa khóa rất là quan trọng mà tôi chia sẻ với anh chị em để anh chị em nắm bắt được nếu anh chị em muốn đời sống của mình liên tục được kết quả trong sự học vị Chúa. And then, so this is the key that I'm sharing with you and you guys have to understand and grab this key so that your ministry would be effective and fruitful. Tôi thấy nhiều người là họ được sự sức giàu rất là mạnh mẽ. And so I see many people, they are really anointed powerfully. Nhưng mà sau một thời gian gặp lại thì không còn thấy sự sức giàu của Chúa nữa. But after a certain time, I see him again. I don't see the anointing anymore. Anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy được kết quả thì chúng ta bắt đầu, chúng ta lười biếng, bê trễ trong việc trở lại với nguồn của sự sức giàu để chúng ta nhận được sự đông đầy trở lại. Brother and sister, a lot of times when we see results, we get complacent and we forget to go back to the source. Ôi, mình đã được ơn rồi thì bây giờ thì chắc là ơn đó sẽ cứ tiếp tục ở với mình, cho nên mình cứ cầu nguyện rồi xong rồi đi về đi chơi. And so we say, oh man, I received it, right? And I say, it's always going to be with me. I'm just going to pray and let's go play. And then, cảm ơn Chúa vì
Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta đây và chìa khóa là để chúng ta giữ được sự sức giàu, chúng ta phải luôn luôn trở lại với nguồn của sự sức giàu. And as we see, we thank God what God teaches here, and then we see the key that so that we would always return to the source of the anointing. Anh chị em trong những chuyến đi xa hầu việc Chúa. Brothers and sisters, on trips where we go far to serve the Lord. Có nhiều khi chúng tôi phục vụ từ sáng cho đến tối 3 ngày liên tục như vậy. Mà chúng tôi hầu việc Chúa một cách hết sức là năng nổ như vậy. Để làm sao để chúng tôi có sức của Chúa để có thể làm những công việc đó. So brothers and sisters, on trips where we go far from 3 days, from morning to night, where we minister to the people. 3 days, how can we have the power and the strength to continue? Câu trả lời là chúng tôi lập tức trở về phòng của mình, bắt nối lại với nguồn để được sạc pin trở lại. The answer is that immediately we go to our room and return to the source of the anointing. Cũng giống như cái điện thoại di động của chúng ta về đến nhà, chúng ta phải có một cái thói quen là chúng ta cắm vào để nó sạc pin trở lại. Còn không ngày hôm sau điện thoại chúng ta không hoạt động được nữa. Just like the cell phone, we have this habit that whenever we go home, we plug it in and charge it. Otherwise, that cell phone will run out of battery. Nguyên tắc đó vẫn còn áp dụng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. And that same principle applies to our spiritual life. Chúng ta cho ra, chúng ta phải nhận được sự đông đầy trở lại. When we give out, we need to be refilled. Chúng ta cần phục vụ, chúng ta cần được Chúa Ngài đem chúng ta trở lại với nguồn và chúng ta kết nối để chúng ta lại được đông đầy, để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng trở lại. And so when we serve, we need to go back to the source so that we can be filled to continue serving. Và tôi hy vọng rằng trong 7 tháng qua, Chúa Ngài đã dùng một sự xem để dạy chúng ta nguyên tắc này. Và hôm nay tôi hướng dẫn cho anh chị em hiểu cái lý do tại sao để chúng ta sẽ không bao giờ ngưng nghỉ và bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa là như vậy. I hope that the past 7 months where we're seeking the Lord, and I hope Pastor Sam has taught us, and I have brought out this principle tonight so that we don't question it, but we actually really know it. Bên chém, Chúa là nguồn của sự sức giàu của chúng ta. Brother and sister, God is the source of our anointing. Và Ngài rất muốn có một mối liên hệ mật thiết với chúng ta. And God wants to have an intimate relationship with us. Cho nên Chúa Ngài đã định một cái nguyên tắc. So God used this principle. Đó là Ngài đông đầy chúng ta. That God fill us up. Chúng ta đi ra chúng ta sử dụng. So that we'll go out and use it. Chúa Ngài muốn chúng ta quay trở lại với Ngài để liên lạc gần gũi với Ngài, để chúng ta lại nhận sự đông đầy, để rồi chúng ta sẵn sàng để đi ra phục vụ tiếp. And God wants us to return to receive, to be filled up again, so that we would go out and continue to serve. Để nhớ Đức Chúa Trời, Ngài luôn đeo đuổi mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Ngài. And so God always seeking that relationship one with Him. Chúng ta thì nghĩ Đức Chúa Trời Ngài là đấng Ngài cho chúng ta một lần rồi xong chúng ta tự chúng ta đi xài rồi chúng ta vẫn còn tiếp tục có được. Không, Chúa Ngài muốn chúng ta nhận, đem cho, quay trở lại để nhận sự đổ đầy, tươi mới rồi chúng ta tiếp tục ra đi, bởi vì Chúa luôn muốn giữ mối liên lạc mật thiết với chúng ta. And times we think that when God anoints us, we got it, then we just go and go. No, God wants that intimacy with us so that we want to return back to Him and be filled up again. Ephesians chương 5 câu 18 dạy chúng ta trong cái câu kinh thánh mà chúng ta luôn được nhắc nhở, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. And Ephesians teaches us in Ephesians 5:18 says, do not be drunken with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Cái chữ đầy dậy Đức Thánh Linh tại đây ở trong cái thì ở trong nguyên tác là mang hình ảnh là liên tục được đầy dậy Đức Thánh Linh. The filled with the Spirit here is that it's meant to continually be filled with the Spirit. Một lần được đổ đầy, nhưng mà phải liên tục trở lại để được tái đổ đầy, để được đông đầy, để được tái đổ đầy và sẵn sàng để được ra đưa ra để sử dụng. One time we're filled, but we need to continue to be refilled so that we can go out and be effective. Anh chị em hãy nhớ nguyên tắc này và ghi khắc trong tấm lòng của chúng ta. Brother and sister, remember this principle and write it deeper within our heart. Thì cái gương của Đức Giêsu tại đây rất là quan trọng, đừng ai xem thường và nghĩ rằng tôi được Chúa Ngài sức giàu rồi tôi cứ tiếp tục đi ra mà tôi phục vụ. So the example here what Jesus give us is very important. So never just think, oh, I'm anointed, I can go and serve. Cho ra sẽ vơi cạn đi, chúng ta cần phải trở lại với nguồn để chúng ta được đông đầy trở lại. When we serve and we give, we lose, we need to return back to the source and be filled again. Và cái dịp khác chúng tôi sẽ dạy anh chị em cách để chúng ta khi trở lại thì chúng ta cầu nguyện và chúng ta cầu nguyện như thế nào để chúng ta là được đông đầy một cách nhanh chóng, sẵn sàng để được đưa ra sử dụng.
And we'll continue to teach about this lesson, how we can, when we return, how can we expedite the inflowing, the flowing of the Holy Spirit. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa cho được hầu việc Chúa với Hội Thánh đến tháng 7 này là 41 năm. And so I thank you God that I had the privilege to serve with the church this July will be 41 years. Và bởi vì hầu việc Chúa với cùng một Hội Thánh. And to serve with one church. Tôi không thể nào cho anh chị ăn đồ cũ được. I cannot give you leftovers. Phải luôn luôn là tươi mới bởi vì cùng một nhóm, cùng một hội thánh. Cho nên chúng tôi phải luôn luôn bám vào Chúa để luôn có sự tươi mới cho anh chị. And then, so it has to be renewed and so we always have to bind upon God so that we can have something refreshing to our brothers and sisters. Nhưng là Kinh Thánh thì chúng ta có nhiều khi có những cái phần Kinh Thánh chúng ta học lại cùng phần Kinh Thánh đó. Nhưng mà sứ điệp luôn luôn là phải là tươi mới bởi vì chúng ta có lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Obviously, we'll probably examine or study about a section of text, but the message of God, there's always something refreshing. Và có người ở xa theo dõi cả lễ tiếng Anh, tiếng Việt thì nói sao mục sư cùng một dàn bài, cùng một cái outline đó, mục sư giảng tiếng Anh nó khác và giảng tiếng Việt nó khác. And there are people that says they say upon the radio when you share in English is different, when you share in Vietnamese is different. Anh xem lời của Chúa rất là sống động và qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. And so the word of God is alive and active through the power of the Holy Spirit. Phải không, chúng ta đều công nhận là lời của Chúa là lời sống phải không chị em? Brothers and sisters, you have to acknowledge that the word of God is alive and active. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng kinh nghiệm, chúng ta đọc phần Kinh Thánh đó ở trong tuần này, tuần sau, 7 ngày sau thôi, chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh đó, chúng ta lại nhận được những sự dạy dỗ tươi mới. And how many of you guys can testify that when you read one section đấy, and then next là như vậy đó. And then next week you read it again and then all of a sudden something new comes up and that's amazing how God works. Lời của Chúa là lời hằng sống. Because the word of God is a living and active. Sự sức dầu của Chúa cũng vậy, phải sống động ở trong đời sống của chúng ta. The anointing of God is the same thing, it has to be alive and active in our life. Thì khi chúng ta nhận được sự sức dầu tươi mới từ nơi Chúa thì đời sống của chúng ta, phục vụ của chúng ta mới được tươi mới trong ơn của Chúa. And so when we receive God and refreshing anointing of God, then our life will be refreshing and renewed each day. Ơn Chúa, và điều cuối cùng chúng ta rồi chúng ta chấm dứt. And the last point before we conclude. Làm sao để chúng ta có thể khai phóng được sự sức dầu? How can we release the anointing? Bởi đức tin. By faith. Chúng ta thấy người đàn bà đã rút được cái sự sức dầu từ nơi Đức Chúa Giêsu bởi cái với tay của đức tin của bà rờ đến áo của Chúa. And so we see that this lady, the lady with the bleeding issue, by faith she was able to draw the power of God by touching the garment of Jesus. Và chúng ta thấy đám đông cũng vậy, họ đã cùng sử dụng cùng một nguyên tắc này. And we see the multitude and the same thing, they use the same principle. Khi họ đưa tay ra và xin được rờ đến áo của Chúa thôi thì họ cũng được lành. When they reach out the hand and just to ask to touch the garment of Jesus and they receive. Như vậy chúng ta thấy đức tin làm cho sự sức dầu của Chúa chuyển động và có thể được bày tỏ ra. And so we see that faith unleashes the anointing. Người xin cũng phải có đức tin để nhận sự sức dầu. And the one that is asking also have that faith to receive. Người phục vụ cũng phải vận hành trong đức tin. And the one ministering have to minister in faith. Anh chị em, thí dụ như bà ba mà tôi đã nói đến mà có đứa cháu khóc đêm đó. Nếu tôi không vận hành đức tin trong việc yêu cầu bà tìm một cái khăn, bà cũng có đức tin để kiếm cho được cái khăn. Và khi chúng tôi thực hiện, bà có đức tin để nhận, chúng tôi có đức tin để phục vụ và sự sức dầu của Chúa đã bày tỏ ra. And similar to the lady that had the crying baby, if I did not activate my faith and ask her to look for the towel and she didn't activate her faith to find a towel and pray, lay the hand on towel to receive healing, it wouldn't happen. Hay có một chị em ở tại Kansas bị hở các cái van tim và năn nỉ một người quen biết của mình đến nhóm lại với hội thánh ở tại đây và xin Chúa Ngài ban phước và nhờ tôi sức dầu trên một cái khăn tay để có thể về và đắp ở trên người của người chị em này. And so there was this lady that had a murmured heart. Yeah. Bed valve in. Bed valve, yeah. So she asked that we pray for the handkerchief and to bring that handkerchief back to the lady in Kansas. Và chúng tôi đã làm công việc đó. And so we did that. Chúng tôi cầu nguyện và chuyển tải cái sự sức dầu qua cái khăn đó trong đức tin. And then so we prayed and we transferred the anointing in faith to the towel. Người ta đem cái khăn đó về tận Kansas
đắp ở trên cái người chị em này. And so the people brought the handkerchief or towel to Kansas and laid upon the lady. Đáng lý ra có hẹn để gặp bác sĩ để giải phẫu để sửa các cái van tim đó, thì khi cái khăn đắp lên thì lập tức tất cả những cái van tim hoạt động trở lại một cách bình thường và được lành hoàn toàn. And she was scheduled to go to the doctor to be operated on to fix the heart, but when the towel was rest upon her and immediately she was healed. Rất là quan trọng phải có mặt của đức tin. It is important there has to be evidence of faith. Cho nên tôi có một cái công thức này. And so I have this formula. Đó là người cần được giúp đỡ có đức tin để đón nhận. And so the one that needs help has that faith. Tôi không có sự nghi ngờ. I don't have doubt. I don't doubt. Thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. And guarantee miracle will happen. Ở đây là lý do tại sao ở những nơi xa thì sự chữa lành của Chúa đến trên rất là nhiều cuộc đời. And this is the reason why many places far away there's many healings. Anh chị em, khi chúng tôi đến để tiếp tay với cô Quách Thúy và hầu việc Chúa tại Malaysia, thì phép lạ chúng tôi có thể nói số hàng trăm, hàng ngàn, chứ không có nói là lâu lâu mới có một phép lạ xảy ra. And so brother and sister, when we cooperate with Sister Thuy to serve in to minister in Malaysia, the miracles happens hundreds, thousands, not just once in a while. Tại sao? Vì các em có đức tin nơi sự chữa lành của Chúa. Why? Because the kids had faith in healing. Họ không có những phương tiện y khoa như chúng ta tại đây. They don't have the privilege of medical help. Không có tiền để mua bảo hiểm. No money for insurance. Và họ đối diện với một cái luật rất là ác ở tại Malaysia. And they had to face a very evil rule, I guess. Principle. Yeah. Đó là một mạng người rẻ hơn tiền bệnh viện. The life is actually cheaper than the hospital bill. Cho nên có em nó bị xe đụng. And so there was a young kid that has a car accident. Thì cái người lái xe họ có cái quan niệm là dè xe lại cắn cho nó chết thì mình trả tiền đó, nó rẻ hơn là đưa nó vào trong bệnh viện. Người ta tính tiền bệnh viện đó thì là mình sẽ trả rất là mắc. And so there was this tendency that man, I'll just reverse and just kill him because the funeral is cheaper than the hospital bill. Và anh chị em, các em đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy, cho nên các em đặt đức tin nơi Chúa một cách trọn vẹn. And then, so these kids faced these circumstances, so they set their faith on God wholeheartedly. Và nhiều trường hợp các em chờ đợi nhiều ngày, khi chúng tôi đến nơi thì đức tin của các em nó là chín mùi rồi, phép lạ nó sẵn sàng để xảy ra. Chúng tôi đến nơi mà không có nghi ngờ thì phép lạ luôn luôn phải xảy ra. And so the situation where the kids are just excited for the coming, and so their faith is at a boiling point, right? And so when we came, miracle just. Hay là những chuyến ở tại Việt Nam. And there was a journey to Vietnam. Thì chúng ta thấy rằng người ta đi bao nhiêu tiếng đồng hồ đưa người thân thương của họ đến để cần được sự chữa lành. And so we see that many examples where people would travel many hours to bring the sick to be healed. Chúng tôi đến nơi mà không có sự nghi ngờ. And so when we come, there is no doubt. Thì sự vận hành của sự sức giàu của Chúa được thể hiện ra một cách rất là rõ ràng, một cách rất là nhanh chóng. And then so when we can see clearly the manifestation of the anointing happened very quickly, very evidently. Câu hỏi là tình trạng ở Mỹ này, ở các nước Tây phương này, thế giới Tây phương này, phép lạ có thể xảy ra nhiều như ở các nơi không? And the question is that here in America, can miracle happen like other area? Câu trả lời là chắc chắn. The cancer is for sure. Vì Đức Chúa Trời hành động ở tại Malaysia, tại Việt Nam và các nơi khác cũng là một Đức Chúa Trời ở tại đây. So the same God that is working in Vietnam, Malaysia and every area is the same God that's working here. Khi chúng ta có cùng một loại đức tin và chúng ta có một lòng mong đợi từ nơi Chúa, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. And so when we have the same faith and we have the same earnestness to receive that, guarantee the miracle will happen. Ở đây vì không biết và chưa nghe về công việc của Chúa, cho nên nhiều người họ đặt đức tin vào y khoa và trong những phương tiện khác. And here a lot of people have not heard about it, so they relied upon the hospital and various other. Nhưng mà khi chúng ta làm chứng cho họ về phép lạ Chúa làm. So when we testify about the miracle of God. Và chúng ta kinh nghiệm sự sức giàu của Chúa một cách đầy dẫy, mạnh mẽ, sẵn sàng để phục vụ. And when we experience the anointing of God, the fullness of God, and willing to serve. Khi phép lạ của sự chữa lành xảy ra mỗi ngày một nhiều. The work of miracles and healing will happen daily and more.
thì chúng ta sẽ thấy rằng một phong trào, một làn sóng của sự chữa lành sẽ thể hiện ra một cách mạnh mẽ. So we will see a new paradigm where the gift of miracles the overflowing. Nên chúng ta có thể làm chứng về công việc của Chúa để gây dựng đức tin trong lòng của người đến nhận sự chữa lành. So we need to testify about the work of God so that when people will come to receive healing. Còn phần của chúng ta nhận sự sức dầu từ nơi Chúa. And for our part, then we receive the anointing from God. Giữ sự sức dầu luôn được liên tục đầy dẫy và tươi mới. To remain refreshed in Him. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm việc sẵn sàng được Chúa Ngài sai phái chúng ta và sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. And I will experience time where God is willing to use us in the ministry. Hình dung khải tượng mà Chúa đã cho nhiều người trong chúng ta đã thấy và một sự Jacob Biswell đã được Chúa nghe bày tỏ. So imagine the vision that Jacob Biswell has told us. Đó là người ta xếp hàng từ cổng của nhà thờ, xếp hàng dài đến độ vào trong này để chờ đến phiên họ để được sự chữa lành. That they will line up from the gates of the church to hear to receive healing. Cho ngày đó. So we prepare for that day. Phần của Đức Chúa Trời Ngài luôn sai một sứ của Chúa đứng ở tại đây với dầu sẵn sàng của sự chữa lành liên tục ở tại đây với chúng ta trong nhiều năm rồi anh chị em. God's part is that He has commanded His angel here to pour out the oil for many years. Phần của chúng ta là liên tục liên lạc với Chúa để nhận sự sức dầu tươi mới từ nơi Chúa. Our part is to be connected with God to be continue to be refreshed in the anointing. Trong những năm gần đây có một cái phương tiện kỹ thuật của Apple cho chúng ta thêm một cái bức ảnh càng dễ hiểu hơn nữa cho những điều chúng ta học ở tại đây. There is a commercial. There's Apple product. Apple product that allows us to see things. Anh chị em biết là trước đây là chúng ta phải cắm dây vô trong cái điện thoại của chúng ta mới sạc pin điện thoại chúng ta được phải không? So before we had to actually plug our phone into a cord to be charged. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể để ở trên một cái pad của charger thì điện thoại của chúng ta có thể được sạc mà không cần cắm dây vào. So now we can actually just put it on a wireless charger and we won't have to plug it in and our phone is charged. Anh chị em có thấy được nguyên tắc không? Do you see the principle here? Khi chúng ta đến gần với Chúa, càng gần với Ngài, thì Chúa Ngài sẽ đông đầy chúng ta càng hơn trong ơn của Chúa. And so when we stand close to God, closest to God, God will fill us up more and more each day. Ở trong sự hiện diện của Chúa, sự sức dầu của Ngài sẽ tươi mới trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn. In the presence of God, God's anointing will refresh us each and every day. Mình xin Chúa cho chúng ta nhận được sự sức dầu từ nơi Chúa. So we ask that God would receive the anointing from God. Duy trì sự sức dầu của Ngài luôn được đầy dẫy và tươi mới trong cuộc đời của chúng ta. To release and to be continue be renewed in the anointing. Để Chúa Ngài có thể sai phái chúng ta và sử dụng chúng ta cho quyền năng của Ngài. That God would use us in His power. Chúa rất yêu thương những người lạc mất và đau ốm bệnh tật. God loves the lost and the sick. Và Ngài đang tìm xem có những con người nào đứng ở trên đất này sẵn sàng để Chúa Ngài sử dụng để thực hiện công việc làm cánh tay nối dài của Chúa, làm ống dẫn để đem sự chữa lành của Ngài đến cho những người có nhu cầu này. And he's looking to find those that are willing to be used and be overflowed with power. For the ministry. Ngài đã đáp lời cầu nguyện của chúng ta. God has answered our prayer. Trời đang mở ra trên chúng ta. Heaven is open. Phép lạ sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Miracles will happen easily. Dấu kỳ phép lạ sẽ thể hiện một cách đầy dẫy hơn. Supernatural things will happen. Bởi vì trời mở ra và Thánh Linh của Chúa đang tuôn đổ ở trên đời sống của chúng ta. Because open heaven and the Holy Spirit is pouring upon us. Và trong thời gian này chúng ta có thể đáp ứng lại trong ơn của Chúa. And this time we can respond in His blessing. Những ai chưa kinh nghiệm sự sức dầu từ nơi Chúa hôm nay, chúng ta có thể đến với Chúa và xin Chúa Ngài sức dầu trên chúng ta một cách rõ ràng, một cách hiệu quả. Those of you that haven't received the overflowing of the anointing, today ask for it specifically and evidently let it happen. Và những ai hôm nay đã khám phá ra được cái chìa khóa
để chúng ta giữ cho sự sức giàu của mình luôn được tươi mới. Anh chị em đến để nhận sự tái độ đầy của Chúa, rồi giữ và duy trì cái sự tươi mới này để Chúa có thể nhìn thấy và sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong những ngày sắp đến. So those of you that come to grasp and understand the principle, the key to be refreshed, to be renewed, to respond so that God would pull out upon you a new refreshing, so that God would use you in a mighty way. Amen. Amen. Chúng ta đáp ứng lại trong ơn của Chúa trong đời. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Xin chúng ta tiến lên những ai khao khát muốn được sự sức giàu của Chúa. Xin tiến lên vào bên tay giữa cho đến bên tay phải của tôi, tức là bên tay trái quý vị. Cho những người muốn nhận sự sức giàu lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Từ giữa đây sang bên tay trái của tôi, tức là bên tay phải của quý vị. Thì Chúa cho được tái đổ đầy, Chúa cho được đầy dạy sự sức giàu của Chúa để chúng ta có thể... So those of you that want a new anointing and haven't received the anointing, stand from my right hand over here. And if you want a refreshing anointing, stand from my left hand over here. Cảm ơn Chúa. Thank you, God. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.